bây giờ giữa con và cô Vi. Ừ. Bố Thi Anh. Con và cô Vi. Bố Thi Anh nhất. Con thì bố sẽ thích là con là con gái của bố con, bố sẽ yêu con là theo hình thức là bố con. Còn bố yêu cô Vi theo hình thức là nào, bây giờ con vẫn còn ít tuổi lắm nên là không nói cái đấy được, hiểu không? Nhưng mà con gái của bố thì bố vẫn yêu con gái bố. Yêu nhiều. Con đang hỏi à, giữa cô Vi và con bố thích ai hơn ý? Thích bằng nhau. Sao thì có thể nói thì thích được nhỉ? Sao có thể so sánh con với cô Vi nhỉ? Đúng không? Không thể so sánh được. Bởi vì một người là con gái, đúng không? Một người là vợ không thể so sánh được. Đúng không nào? Đúng không? Có đúng không nào? Không được so sánh. Hiểu không? Ha ha, một cộng một. Nếu như phép tính ở phép tính ở toán nhá, thì 1 cộng 1 sẽ bằng 2, đúng không? Nhưng mà theo góc độ gia đình thì 1 cộng 1 sẽ bằng 1 gia đình.